này mà em đã dạy cho thằng Nguyên nhà chị được 3 tháng rồi đó. Cảm ơn cô giáo. Dạ, em cảm ơn chị. Có gì đâu phải cảm ơn. Ở ngoài biết bao nhiêu người muốn sinh viên trường đại học Nhân Văn nhà em đi dạy chứ. Mà rõ ràng nha, chị thấy thằng Nguyên nhà chị á, lúc này khá hơn hẳn á. Dạ, cũng do Nguyên ngoan hơn trước đó chị. Cảm ơn cô giáo mới đúng dạ. Chứ ủa? Sao con chưa chịu về? Nè, ăn nói với cô giáo vậy đó hả? Không sao đâu chị, tại vì em với Nguyên thân hơn rồi sao. Thân lắm cho nên mới vậy. Chị hai. Ủa, em về rồi hả? Dạ. Ăn cơm chưa? Dạ em không ăn đâu. Chào cô giáo. Dạ. Anh sĩ ơi. Xin lỗi, xin lỗi nha, tôi không biết nên thay đồ. Chừng nào thay xong anh kêu tôi vô nha. Vô đi. Chị làm gì vậy? Em mới dọn xong mà chị đá như vậy lại phải dọn lại từ đầu rồi. Chị xin lỗi. Em không đi thiệt luôn á hả? Ừ, em có hẹn với cậu của thằng Nguyên rồi. Ừ, bị nám trúng điểm yếu rồi, tội bồ quá à. Thôi đáng chịu đi ha. Ồ, nhưng mà ghét nhất á là bây giờ từ đây về sau làm gì cũng phải nhìn mặt nhìn thái độ của ổng hết trơn, khó chịu muốn chết. Mà nè, mọi người đi á, rồi nhớ mua về bánh tét chuối cho tôi nha. Ok. Ông mua là chết với tôi á. Đi rồi. Bánh tét chuối. Bye bye. Chào cô. Chào cô. Giờ bị đứa đi rồi hả? Dạ. Ông vui vẻ dễ nha. Ô madam. Dạ, con chào cô, con đi nha cô. Ờ, đi đi, trễ giờ rồi đó. Bye. Ừ, biết rồi, xin lỗi bà nha. Vậy có gì trước khi bà đi á, hai đứa mình gặp. Mà chừng nào bà đi? À rồi, ok ok, vậy có gì nhắn ha. À, bye bye. Ôi à. Ủa, chị có sao không chị? Cô ơi, là má gọi giùm tôi chiếc xe để tôi mất đẻ rồi. Hết. Ôi trời ơi. Mất đẻ hả? Trời ơi. Đó, chị đáng rồi chị ơi. Chỗ này tôi chiếc xe đi. Chỗ này khó bắt đẻ. Chị đáng là đáng rồi. Em dìu chị đang kia kìa. Bác xe.
Dạ chào anh. Anh có đặt bàn trước chưa? Hình như là chưa. Dạ dạ mời anh đi theo cái này ạ. Tình hình chị sao rồi chị? Em mới đo huyết áp cho chị rồi, huyết áp ổn định. Giờ cho chị nằm nghỉ đây chút xíu, rồi xíu sẽ có bác sĩ chuyên khoa tới khám cho chị. À dạ, thì chị yên tâm nha, không sao hết. Chết rồi. Chị ơi, chị nằm nghỉ đây nha, em đi trước. Đây là điện thoại của sĩ. Dạ, alo. À, My hả? Tôi là bác sĩ Luân nè. À, dạ, em chào anh. Sĩ nó đi ra ngoài, bỏ quên điện thoại trong phòng rồi. À, dạ, vậy hả? Vậy thôi, em cảm ơn anh. Trời, bó tay dưỡng hai thiệt chứ. Anh sĩ. Anh sĩ ơi, hồi nãy anh đợi tôi có lâu không vậy? Không sao đâu. Nè, em đưa lên cho bác sĩ thiệu giùm anh nha. Xin lỗi anh nha, tại hồi nãy tôi có chuyện đột xuất á, chứ không phải là tôi thất hẹn với anh đâu. Không sao đâu. Hay là bây giờ mình đi ăn luôn đi, tôi đãi mà. Xác nhận lại giùm anh nha. Dạ. Nha, bây giờ đi ăn luôn được không? Tôi hứa dạ, tôi sẽ đãi anh. Phòng mổ bé báo anh lên phòng mổ gấp. Anh biết rồi. Tôi nói là không sao đâu mà. Cái gì? Để người ta chờ cả tiếng đồng hồ luôn á. Trời đất ơi. Sau này á bồ năng nỉ người ta làm cao đó. Chắc vậy quá à. Để người ta chờ cả tiếng đồng hồ luôn, nếu là tôi cũng giận nữa. Nhưng mà chắc không có gì chuyện gì mà giận tôi đâu ha. Nhiều khi ảnh cũng bận phẫu thuật mà, cho nên mới không trả lời thôi. Phẫu thuật cái gì? Người ta giận bồ nên á không nghe máy đó. Thiệt vậy hả? Thôi năn nỉ người ta đi. Chứ nếu không á, ổng mà nói cho cả nhà biết á, bồ học trường dân văn á là chết đó. Không lẽ vậy? Nhưng mà theo tôi để ý thì ổng không phải con người như vậy đâu. Bồ biết gì vậy ông Dượng đó mà nói. Thôi lo mà năn nỉ người ta đi. Cháu của người ta á, người ta sẽ nói, bởi vì người ta muốn tốt cho cháu của họ, người ta sẽ nói, hiểu chưa? Cũng đúng ha. Liệu hồn mà tính đi, đừng có để người ta ghét à. Bật máy rồi. Tôi biết rồi, vậy cảm ơn bà nha, đi chơi vui vẻ. Sao giờ ta khó quá. Thật sự là lúc đó có một tai nạn cho nên tôi không tới được. Nếu muốn thì trưa mai tôi sẽ mời anh để bù lại. Chà, hấp dẫn quá. Tâm ý, bánh canh này là con tự nấu đó hả? Nó giỏi lắm á ba, tự tay nó nhào bột làm bánh canh luôn á. Bánh canh nào không giống nhau, làm chi mất công mua ngoài về cũng được mà. Ba nè, người ta đã bỏ công ra làm cho ba ăn, ba còn nói như vậy nữa. Thôi mày không thích đi, khỏi ăn. Con ăn hả? Chị nói là hôm nay nó về mà. Nhỏ kia, mày nói chuyện với người lớn mà nói chuyện vậy hả? Có nói với anh đâu, lo ăn đi, đừng có miệng thú á. Nè, hai cái đứa này bỏ. Làm chi? Cái con này
bị anh nó la là phải rồi, hỗn láo quá à. Còn con nữa. Dạ. Chọi nó đi. Ba. Trời ơi ba đi, ba còn xúi tụi nó nữa. Nó hỗn nè. Tâm Anh nó còn đi chơi, chắc là chiều về đó em. Đi chơi chiều mới về. Không thèm ăn nữa. Làm gì? Cái con nhỏ này. Đánh nó bây giờ. Đứng lại cho mẹ coi cái con nhỏ này. Thôi em. Bực mình quá à. Cô Dâu mới tới. Dạ. Chào cô. Ủa sao cô Dâu tới sớm vậy? Tại hôm nay hơi nhiều bài đó, tranh thủ ăn đi xong rồi lên học. Nè cô giáo, dạ. Em ăn sáng chưa? Nếu mà chưa ăn á, ngồi xuống ăn bánh canh với nhà chị đi. Ôi, ừ. Dạ thôi, em kỳ lắm. Có kỳ gì đâu cái đi. Gì, rồi sẵn bữa rồi mời cô giáo ngồi ăn. Đây cái tô này là cháu nó chưa ăn đó. Mời cô. Ăn đi em. Cảm ơn bác. Cứ tự nhiên nha. Cô giáo không bao giờ biết từ chối đồ ăn mà. Cái thằng này là tao chọi đó. Mày cứ hổ với cô giáo rồi sao mày dạy dỗ em mày. Còn với làm chuyện khác nhau chứ. Mày còn cá treo nữa hả? Cái thằng này. Ăn đi cô. Dạ. Chào cả nhà, con về rồi đây. Ủa, nè, qua đây đi. Vừa ăn luôn con. Cho anh tô con ơi. Dạ. Sao hôm nay mặt em có vẻ mệt mỏi quá vậy? Chào anh. À, chào cô. Dạ. Dạ. Khoan đi ngủ đã, ăn hết tô bánh canh đi rồi hãy ngủ. Dạ thôi. Tối hôm qua em thức nguyên đêm, cho nên anh mệt lắm. Nè, cho chú nước lèo thôi nha. Dạ. Ủa vậy là hôm qua cậu không về hả? Cái thằng này, con cháu gì kia vậy? Ở sát phòng cậu mà hỏi câu đó, không biết gì hết trơn. Vô tâm ý như là sinh viên trường dân văn vậy đó. Ồ, cô giáo bị giặt hả? Hớp miếng nước lèo đi cho đỡ giặt. Đang ám chỉ gì đây? Còn nói nhân văn này nọ. Rõ ràng đang uy hiếp mình mà. Cái thằng cha này. Ủa sao cô không ăn đi mà ngồi trầm tư suy nghĩ gì vậy? Ăn đi em, ăn đi. Dạ, dạ. Dạ, cô chú đây. Cảm ơn con. Ủa, mà con không ăn hả? Dạ, lát con sao cũng được. À, mọi người ơi, con biết ở gần trường dân văn có quán bánh canh ngon lắm. Đâu? Dạ gần trường dân văn đó chị. Dạ. Cô có sao không? Em sao ạ? Sặc nữa hả? Hút lèo đi. Cái thằng này, sao mày cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó hoài vậy? Gì nữa đây? Hâm dọa nữa hả? Cố tình nhắc đi nhắc lại chữ dân văn đi nè. Không ngờ anh ta lại hèn hạ như vậy luôn á. Và mai nó không sao chút xíu nữa. Phải ăn cho bỏ ghét. Con ăn xong rồi, con lên trước nha. Khoan đã. Dạ thưa cả nhà, con có chuyện quan trọng muốn nói. Có gì vậy cậu? Không có gì quan trọng đâu. Cái đồ xấu xa này tính dạch tội mình trước mặt cả nhà hả trời. Chỉ vì một bữa ăn mà hắn lại phản mình. Cái đồ ăn ở không có đức. Mà mắc mớ gì nó mắc nghẹn? Ăn bánh canh có cái gì mắc nghẹn? Dạ chắc là sợ quá, áp lực tâm lý. Nhưng mà không sao đâu, mọi người yên tâm đi, có con ở đây rồi. Phải hồi nãy cho uống nước lèo nhiều là tỉnh rồi đâu xỉu nữa. Thiệt là không sao không cậu? Không sao đâu, có cậu đây mà. Ủa, cô tỉnh rồi hả? Cô xỉu vô mắc nghẹn á. Cô thấy trong người sao rồi? Khỏe chưa? Cô uống nước đi. Ủa, cô sao vậy? Sao tự nhiên khóc? Anh còn hỏi hay sao nữa hả? Giờ anh muốn gì? Anh muốn nói gì? Anh muốn nói tôi là trường đại học dân văn thì anh cứ nói đại ra đi. Chứ anh cứ nhấp nhấp kiểu đó hoài. Muốn nói gì anh nói hết sự thật cho mọi người biết luôn đi. Ừ, tôi học trường dân văn á rồi sao? Nó nhỏ thôi, cô chưa ngoài nghe đó. Còn bị đặt ở đó giả nhân giả nghĩa nữa. Chứ hồi nãy á, lúc mà đang ăn đó, anh cứ nói bóng nói gió hoài. Anh có biết anh làm vậy anh hành hạ tôi lắm không? Hành hạ gì? Tôi nói bóng nói gió gì đâu. Tôi tính nhắc mọi người á là đi khám định kỳ thôi mà. Anh đừng xạo. Cứ mỗi lần anh nhắc tới cái chữ dân văn là anh có biết là mồ hôi mẹ mồ hôi con của tôi á, nó muốn đổ ra ngoài. Tôi nuốt hủ tiếu bánh canh không nổi luôn á. Anh nghĩ sao vậy?
Không phải, thiệt tình là tôi không biết cô sợ đến vậy, cho nên tôi tính chọc chơi cô thôi. Chọc chơi? Ác gì vừa phải phải thôi, nghĩ sao cái khuyết điểm của người ta mà còn chọc chơi nữa. Làm này hồi hộp sợ muốn chết luôn. Thiệt tình tôi không nghĩ là cô sợ đến nỗi vậy luôn á. Mà thiệt là nãy anh ở dưới anh tính nói với mọi người vậy không? Thiệt mà. Chứ không phải tôi mời anh đi ăn xong rồi cái tôi cho anh leo cây rồi anh ghim tôi để bụng anh trả thù à? Chuyện đó là bình thường mà có gì đâu, mắc mớ gì ghim mà trả thù. Bình thường sao gọi điện cho anh không bắt máy? Lúc đó tôi bằng phẫu thuật. Nhắn tin thì trả lời. Thì về tới đây mới đọc được tin nhắn nè. Đó, bởi vậy làm vậy tôi mới sợ, tôi tưởng anh trả thù tôi á. Nãy sợ muốn chết luôn. Vậy là anh không có ý định trả thù tôi gì hết phải không? Cô thay đổi tâm lý sang sạch 180 độ luôn á. Tại hết hồn. À, được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Xin lỗi, vậy thôi hả? Mà tôi khóc quá là không phải, tôi sợ anh nói ra bí mật của tôi đâu nha. Anh muốn nói thì anh cứ nói đi, tôi chấp hết luôn á. Mai mốt đừng có làm vậy nữa, nói đại đi. Thiệt tình tôi sợ cô luôn á. Thôi được rồi, từ đây về sau tôi hứa với cô, trước mặt cô tôi không nhắc từ nhân văn gì nữa, được chưa? Nhìn cái gì? Yên tâm đi, tôi đã hứa rồi đó. Thề đi. Mắc mới gì phải thề, tôi nói được là được. Vậy em biết rồi, vậy chừng nào em xong em gọi nha. Bye bye anh. My, em đi đâu vậy? Em chào chị. Dạ em tính đi bộ tới chợ xe buýt thôi à. Trời ơi, trời nắng lắm, lên xe đi chị chở đi. Dạ không sao, cũng gần mà. Vô lên lên, trời nắng lắm. Dạ. Chúc mừng em, chúc mừng cô tân cử nhân nha. Dạ em cảm ơn chị. Ủa à, mà sao chị biết? Chị quên kể cho em nghe ha. Thật ra chị cũng có đứa học trò ngày hôm nay nó tốt nghiệp nè, cho nên chị cũng tính chạy tới trường Nhân Văn để chúc mừng nó. À, sẵn tiện chị chở em đi tới trường luôn nha. Hả? Thôi không cần đâu chị. Có gì đâu mà ngại, thì sẵn tiện chị đi chị chở luôn nha. Quyết định như vậy đi. Tại em có hẹn với bạn em ở trạm xe buýt, hai đứa đi lên trường chung á. Nhỏ này dễ ợt chứ có gì đâu. Thì bây giờ em gọi điện thoại cho nó, hẹn gặp nhau ở trường luôn là được. Thôi quyết định như vậy nha. Nhưng mà tiêu rồi, làm sao đây? Mình học Nhân Văn mà, tới Nhân Văn làm cái gì vậy trời. Mày à? Dạ. Tốt nghiệp xong á, em tính là học tiếp hay là đi kiếm việc làm luôn? Dạ em chắc là xin việc làm. Chị thấy á, với trình độ ngoại ngữ như em á, xin việc làm ở đâu mà không được chứ, đúng không? Dạ. Thực ra cả gia đình chị á, ai cũng quý em hết á My. Mà thằng Nguyên cũng vậy, chị thấy nó quý em lắm. Lúc mà em dạy cho nó tới bây giờ á, chị thấy thằng Nguyên nó tiến bộ rõ rệt luôn. Mà em biết rồi đó, thằng Nguyên nhà chị nó cũng sắp tới là cũng tốt nghiệp, thành ra nó cũng cần phải dạy thêm. Hay là em sắp xếp thời gian em dạy kèm thêm cho nó giùm chị nha. Ôi, không cần phải nhiều đâu, một tuần một buổi cũng được nữa. Được không My? Dạ, tại sắp tới em cũng có nhiều việc á. Chị biết em cũng bận. Thôi, đừng có trả lời chị liền bây giờ. Em về suy nghĩ, sắp xếp coi rồi trả lời chị sao cũng được mà. Thằng Nguyên á, nó chỉ chịu một mình em dạy thôi à, nó không chịu ai khác mới khổ chứ. Thôi từ từ trả lời chị cũng được ha. À, My à, bây giờ chị quẹo phải hay là quẹo trái thì mới tới trường em vậy? Hả? Quẹo trái hay là quẹo phải? Hả? Nhỏ này, đường tới trường mình mà không biết nữa hả? Tại em hay đi xe buýt cho nên em không có nhớ. Google Maps. Đúng rồi. Google Maps. Trường Nhân Văn. À, quẹo trái đi chị, quẹo trái. Quẹo trái đây đúng không? Dạ, đúng rồi. Em cũng thiệt tình ha. Học ở 4 năm rồi mà không có biết đường tới trường nữa. Tại em đi xe buýt vừa tiết kiệm vừa tiện lợi nữa. Em lên xe em ngủ không à, cho nên em cũng không biết. Vậy là bây giờ chị đi thẳng là được đúng không? Dạ đúng rồi, đi thẳng là được. Em sao vậy? Buồn nóng lắm hả? Mồ hôi đầy trên trán kìa. À, có cần chị mở máy lạnh lớn không?
Dạ không không chị, không cần. Em sao nóng quá vậy ta? Chắc hình như em sắp bệnh hay gì á. Chắc tốt nghiệp là căng thẳng quá chứ gì. Chết rồi, chết mình rồi. Kiểu này thế nào cũng bị phát hiện cho coi. Tới trường Nhân Văn rồi, giờ có chạy cũng không thoát được. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu mày rồi con ơi. Chỗ đậu xe ở đâu vậy ta? My, em có biết chỗ đậu xe ở đâu không vậy? Chị với. À, tôi có biết đâu mà hỏi. Tôi cũng mới tới đây lần đầu chứ bộ. Dạ, tại bình thường em đi xe buýt cho nên em cũng không biết chỗ đậu xe hơi ở đâu nữa. Vậy hả? Dạ. À, chị thấy rồi, hình như cái cổng đằng kia kìa. À, đằng kia hả? Dạ, em cảm ơn chị. À. À, My ơi, My, My. Dạ. Bữa nay ba mẹ em có tới giận phải không? Ờ, à, chi vậy chị? À, chị biết á là bữa nay thế nào ba mẹ em cũng tới dự à. Chị tính xuống chào hỏi ba mẹ em một tiếng. Hả? Hả? Có gì đâu mà ngạc nhiên. Dù sao em cũng là gia sư của thằng Nguyên mà. Chị cũng phải nên chào hỏi ba mẹ một tiếng chứ. Dạ, nếu mà có gặp nhau thì chắc lần sau phải hẹn trước á chị. Tại vì tính ba mẹ em mắc cỡ lắm. Nếu mà có gì đột ngột quá, em sợ ba mẹ em giận chị á. Chị đợi em xíu. Alo. Alo, tôi nè. Dạ, con nghe nè ba. Ba nào? Tôi Nguyên nè. Sao? Ba bị bể bánh xe hả? Trời ơi, xui quá vậy ta. Cái gì bể bánh? Đang nhà mà bánh đâu mà bể. Dạ, không sao đâu ba. Ba cứ thông thả giá bánh xe nha. Chừng nào mình xong xuôi hết thì tới. Con đang ở trường đợi ba nè. Bye bye mẹ. Cái gì bà điên này? Ba hồi ba, ba hồi mẹ. Là sao? Alo. Alo. Xui ghê chị. Ba em bị bể bánh xe rồi. Chắc là không gặp chị được lần này rồi. Xui thiệt ha. Dạ. Thôi không sao đâu. Hôm khác có dịp á chị chào hỏi ba mẹ em cũng được. Dạ. Nè Phi. Dạ. Cho chị hỏi hội trường làm lễ tốt nghiệp ở đâu vậy? Ha, hội trường làm lễ tốt nghiệp hả chị? Bên kia chị. Bên kia kìa. À, bên đó hả? Dạ. Thôi được rồi, chị cảm ơn nha. Dạ. Sẵn tiện chúc mừng em luôn nha. Em cảm ơn chị. À, em ơi, cho chị hỏi. Dạ sao chị? Hội trường lại trên lầu đúng không? Dạ không. Dạ chị chạy lên phía trước quẹo trái, hội trường ở đó chị. Ờ, chị cảm ơn nha. Dạ. Sao con My nó nói mình là hội trưởng hướng này? Chú ơi, chú tranh thủ chạy nhanh nhanh giùm con nha chú, con trễ giờ rồi chú. Alo ba ơi, con xin lỗi ba nha, con bận công chuyện đột xuất á, cho nên con qua trễ, ba đợi con chút xíu nha. Con đang trên đường qua rồi ba. Ba đợi con chút xíu. Ba, con có người gọi, con nghe điện thoại cái xong rồi con gọi lại cho ba nha. Alo, My hả? Dạ. Em đang ở đâu vậy? À, em đang ở trong khuôn viên trường đại học Nhân Văn nè chị. Có gì không vậy chị? À, không có gì. Thật ra là chị có mua cho em một món quà mừng lễ tốt nghiệp mà chị để trong cốp xe á, chị quên. À dạ không cần đâu chị ơi, không cần quà cáp gì tặng em đâu. Nhỏ này, quà nhỏ xíu à. Của ít lòng nhiều. Nè, bây giờ em xuống đây gặp chị đi, chị gửi quà liền cho em nha. Hả? À, dạ không, hay là đợi em xong xuôi hết cái em qua nhà chị em lấy cũng được mà, không cần phải đưa em gấp vậy đâu chị. Thôi, sẵn tiền chị ở đây thì chị gửi quà cho em luôn chứ. Nè, chị đợi em ở trước sảnh hội trường nha. Vậy nha. Hả? Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Trời ơi, còn kẹt xe nữa. Chú ơi, chú giúp giùm con. Chú quay lại trường Đại học Nhân Văn giùm con nha chú.
Nước sôi. Em ơi, cho mình hỏi là đang tổ chức lễ tốt nghiệp ở khu nào vậy? Dạ, ở đó chị. Bên kia hả? Cảm ơn. Ê, bà chồng cho tôi tấm hình đi. Ê, cho mượn xuống nha. Cái gì vậy? Đồ của tôi mà. Xin lỗi tí nữa dạ. Là đồ của tôi. Dạ, đừng theo tôi. Cho tôi mượn đi. Để ra tôi. Cho tôi mượn. Mây, về bên này nè. Gì? Trời, làm cái gì vậy? Mồ hôi mồ kê, em chạy gì dữ vậy? Dạ đâu có, tại em chạy qua chị lại chụp hình với mọi người bạn bè nè. Nè, quà của em. Chúc mừng nha cô Tân cử nhân. Em cảm ơn chị. Bà gì ơi, trả cho tôi. Cái gì vậy bà nội, này áo của tôi mà. Gì bà lấy của tôi. Thôi, tự nhiên, được rồi, hồi nữa tôi cho bà mượn chụp hình cho. Thôi, tôi trả cho tôi đi. Thì đợi em xíu nha, nói nghe nè. Trời ơi, cái áo này tí nữa tôi cho bà mượn chụp hình có gì đâu. Nó nhỏ thôi, nói tao nghe nè. Bây giờ tôi mượn nha, tôi mượn bộ đồ này. Tôi để quên bộ đồ ở nhà rồi, bây giờ bà coi như bà giúp tôi, bà cứu người đi nha. Cái áo của tôi, bà trả cho tôi đi. Thôi thì tôi trả lại cho. Nha, tôi trả lại cho. Đi, qua đây đứng, tao nhìn kìa, tao nhìn quá trời quá nhìn đó. Mi, có chuyện gì hả? Dạ đâu có gì đâu chị. Bạn em phải không? Dạ bạn thân của em. Tận tiện á, đưa máy cho bạn em chụp hình giùm chị em mình tấm kỷ niệm đi. À chụp hình hả chị? Dạ được á, chụp hình giùm tôi đi. Trời. Chụp đi, chụp cho. Trời, trả cho tôi đi. Xong tôi trả lại liền nha, nghe không? Đi chụp hình tôi đi mà. Đi nè. Được không Mi? Dạ được chứ. Tại vì bạn em thẩm mỹ kém lắm chị, cho nên phải chị nó chụp sao chân hai chị mình dài thiệt là dài nè nha. Bấm đây là hả, đó, chân dài nha, để góc xuống vậy nè. Chụp đi, tôi năn nỉ mà, nhưng mà giúp tôi đi nha, xong rồi tôi trả áo liền nha. Đi ra đây, đó, đúng rồi quỳ nè, đứng đây đẹp nè. Dạ đứng đây nè. Rồi đó. Cảm ơn nha. Nè trả bà nè, bà ơi mặt mỏng vui vậy trơn á. Cảm ơn bà nhiều nha. Nè đưa bộ đồ mượn nè. Đó đi chụp với gia đình đi, xong rồi giặt cho tôi nghe chưa. Áo của tôi. Sao đỉnh. Có chụp không vậy? Dạ tôi có. Thấy bạn em á, nó chụp hình giống như nó không vui á, mặt nó nhăn nhăn làm sao ha. Không phải chị ơi, bẩm sinh cái mặt nó vậy á. Bữa nay lễ tốt nghiệp ngày vui mà nó cũng vậy á. Mặt nó vậy là vui hết mức rồi đó chị. Tội nghiệp quá ha. Dạ. Ê, thôi được rồi, chị chúc mừng em nha. Em cảm ơn chị. Chị về trước nha. Dạ, bye bye chị. Alo. Ba ơi, con xin lỗi ba nha. Chắc để bữa nào con về con gặp ba sao. Dạ. Không có gì hết á ba. Dạ. Vậy nha ba. Con xin lỗi ba. Chúc mừng Tần cử nhân. Alo. Em sao vậy? Có chuyện gì hả? Hôm nay ngày là tốt nghiệp của em hả? Em không có tới trường làm lễ tốt nghiệp kịp. Vậy là cuối cùng tại chị anh mà em không tới trường kịp hả? Người ta làm xong lễ hết trơn rồi, có tới hay không cũng vậy thôi. Lễ tốt nghiệp của bản thân mình mà còn không đường đường chính chính đi dự được nữa. Đi. Đi đâu vậy? Em chỉ muốn đi về nhà thôi à. Nghe lời anh, lên xe đi. Ủa
lễ tốt nghiệp kết thúc rồi mà. Qua lại đây làm chi vậy anh? Tới rồi, xuống đi em, lẹ lẹ đi. Anh tổ chức tốt nghiệp chỉ có hai đứa mình thôi á. Cười lên vậy nha, nhìn thẳng với anh nè, thẳng nha. 1 2 3 cười. Đó, đúng rồi. Dương Nguyên, cười lên nè. 1 2 3 đúng rồi. Đang xinh rồi. Tiếp nha. Rồi. 2 3 đang đẹp nè, đang đẹp rồi. 2 3 rồi. Wow, chuẩn bị nè. Gì vậy hả? Rồi chuẩn bị nha. Rồi chuẩn bị cười, nụ cười xoái ca đâu, nụ cười xoái ca. Đúng rồi, nam thần, nụ cười nam thần. Rồi thôi cũng được. 1 2 3 chấm. Nam thần đâu. Trời ơi, làm gì dở gì ghê anh. Trời ơi, tự nhiên lúc này người ta ngáp cũng chụp dễ thương mà lưu lại những cái khoảnh khắc nè. Sau này em có nhiều kỷ niệm đúng không? Cảm ơn anh nha. Nếu mà không có anh á, chắc em cũng không có hình tốt nghiệp luôn á. Có đâu mà cảm ơn. Anh là ai chứ? Anh là người yêu có 102 của cô Diễm My mà, đúng không? Cưng ha. Dù giỏi hay dở gì thì cũng là trường của mình. Vậy ta nhắn tin nó cho số báo danh rồi mà sao chưa gửi tin nhắn về nữa. Giang bà cho con đầu. Trường Đại học Nhân văn, ngành tiếng Anh, mã số thí sinh 1181, Trần Diễm My. Chúc mừng bạn đã trúng tuyển. Biết không, 4 năm trước á, em đã cảm thấy rất là vui khi được trở thành sinh viên đại học. Vậy mà bây giờ nè, dù gì học đây 4 năm rồi, em có muốn nói gì với trường không? Hả? Nói gì? Thì nói gì cũng được, dù gì học đây 4 năm mà, biết bao nhiêu kỷ niệm. Nói gì giờ ta? Thích nói gì nói. Vậy hả? Nói lời tạm biệt đi ha. Gì vậy? Gì đó. Trường Dân Văn ở lại mạnh giỏi nha. Tên Dân Văn của bạn nghe rất là kỳ. Tại vì á, nó cứ làm cho người ta nhầm lẫn không à. Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở đây rồi. Dân Văn ở lại mạnh giỏi. Trong suốt 4 năm qua, lúc nào mình cũng thấy xấu hổ. Vì là sinh viên của trường Dân Văn. Mình sai rồi. Cái này không phải là lỗi của Dân Văn đâu. Dân Văn cho mình xin lỗi. Tha lỗi cho mình nha. Vậy thôi.
Ủa, em về đó hả? Dạ. Lễ tốt nghiệp vui không? Dạ, cũng vui. Lật xe ghê quá ha. Tai nạn giao thông giờ. Dạ. Ủa, cô giáo? Ồ. Em ơi, có cô giáo Nguyên tới nè. Hello teacher. Phải nói tiếng Anh ghê á. Ủa, My, sao qua trễ vậy? Đáng lý ra bữa nay em phải đi ăn mừng với bạn bè mới đúng chứ. Nè, tính qua đây trả lời cái chuyện về thằng Nguyên đúng không? À, ngồi đi. Dạ, thật ra em có chuyện muốn nói. Hả? Có chuyện gì? Ngồi đi. Chị coi cái này đi. Ủa? Đây là bằng tốt nghiệp của em mà. Sao tự nhiên đưa cho chị? Đưa coi bằng tốt nghiệp của cô giáo My coi. Anh hiểu gì quá. Đẹp ghê á. Bằng tốt nghiệp của trường Nhân Văn có khác ha. Chúc mừng cô nha. Đẹp lắm luôn cô bà. Vậy hả? Ủa? Mà hình như đây in lộn hay gì nè. Đúng là chữ nhân mới đúng mà in lộn thành chữ dân nè. Ủa? Tới rồi hả? Cô My, tôi thấy là cô nên đi về trường rồi xin đổi lại cái bằng khác đi. Chứ in sai chữ kiểu này đâu có được. Dạ, thật ra bằng không có in sai chữ. Bằng in đúng rồi đó anh. Hả? Hả? Em xin lỗi cả nhà, con xin lỗi bác. Em xin lỗi anh chị. Thật ra em không phải là sinh viên của trường Nhân Văn. Em là sinh viên của trường Dân Văn. Em nói sao? Em không phải là sinh viên của trường Dân Văn mà là trường Dân Văn hả? Em xin lỗi chị, em xin lỗi mọi người. Cô này nói gì á, này phải cán tư đó, bậy bạ không à? Cô đi ra chỗ khác, cô đi cho mẹ. Em xin lỗi chị, em không có biện minh gì hết. Tất cả tiền lương mà em dạy học cho Nguyên em sẽ trả lại cho chị. Cô nói vậy là sao chứ? Bộ cô tưởng cái gia đình này là dễ lừa gạt lắm hả? Hả? Em bình tĩnh lại đi. Anh em đi. Cô trả lại cho tôi biết đi. Vậy là cả ngày hôm nay là một tay cô sắp xếp cái chuyện mà cái buổi tốt nghiệp sáng này của cô hết đó hả? Em xin lỗi chị. Em xin lỗi anh. Cô giỏi lắm hả? Cô là có biệt tài tạo cho người ta sốc và tổn thương mà đúng không? Hả? Mẹ sao mẹ nặng lời vậy mẹ? Con im đi! Chuyện của người lớn không liên quan gì tới con. Tôi nói cho cô biết, kể từ bây giờ tôi không muốn thấy cô ở trong cái nhà này nữa. Cô đi đi! Mẹ! Sao mẹ quá đáng vậy? Đi ngay lập tức! Chào mọi người, em đi. Khoan đã! Mẹ ơi, sinh viên trường Nhân Văn với Dân Văn thì sao chứ? Sinh viên trường Nhân Văn không được dạy kèm hả? Không cần chị ấy nói, thật sự là con biết hết tất cả rồi. Con nói cái gì? Cái gì? Định nói cái gì bậy bạ đó hả? Con nói cái gì? Con nói là con biết chị ấy là sinh viên trường Dân Văn. Nhưng mà quan trọng là chị ấy dạy kèm con điểm con cao thôi chứ mẹ muốn gì nữa. Con im đi. Chuyện này là chuyện của người lớn, không liên quan gì tới con. Nhưng mà... Còn cô nữa, đi ra khỏi nhà tôi. Tôi nói cô có nghe hay không vậy hả? Đi mà lên. Dạ. Khoan đã chị. Chị không cần đi. Em không quan tâm như là sinh viên trường Nhân Văn hay Dân Văn gì hết á. Chị đừng đi. Đi vô. Không. Đi vô cho mẹ. Đi vô. Đi vô. Mẹ ơi. Mẹ. Chào cả nhà, con về. Ủa My. My có chuyện gì? My. My. Có chuyện gì hả mọi người? Chuyện của giáo My nè. Ủa,
Vậy là mọi người biết hết rồi hả? Một. Yeah. Nè, mấy đứa này làm bài xong chưa mà chơi vậy hả? Chào cô. Con chơi một chút rồi một hồi làm cũng được mà. Nhớ nghe chưa? Một lát mấy bạn kiểm tra đó. Mấy đứa làm bài đi. Ê ê ê mấy bạn, nói nghe nè, có muốn coi búp bê của cô mình gửi từ bên Mỹ về không? Cho coi với. Đi 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 đi. Ôi dạ. Chú xin lỗi, chú xin lỗi. Mấy cô nó bự không? Cái này á, Việt Nam chưa có bán đâu nha. Cô mình gửi từ bên Mỹ về đó. Wow. Tóc nó đẹp chưa? Wow, đẹp quá à. Mày nói ai đẹp vậy? Mình thấy con búp bê đẹp quá à. Mày nói cái câu đó là dư thừa rồi. Chuyện quan trọng nhất là bây giờ mày đi ra khỏi phòng. Mày định đứng đây canh me để chôm hả? Không phải đâu. Cho mình xin ôm một cái được không? Vậy mày nghĩ coi câu trả lời của tao là có hay là không? Chắc là không rồi hả? Mày quá giỏi, mày quá xuất sắc. Mày rất là hiểu ý tao luôn. Vậy thì mày biến đi nghe con. Cái gì vậy? Dạ. Có chuyện gì vậy con? Dạ, không sao đâu cô. Không sao. Ê Thảo với Trâm có đẹp không? Mấy đứa làm cái gì mà ồn ào vậy hả? Để làm chi? Học bài xong chưa mà chơi búp bê vậy con? Con chơi chút làm cũng được mà. Không có chơi gì hết á. Nè, con xin lỗi mấy con nha. Không có la. Mẹ để con búp bê trên này nè. Học xong rồi mẹ mới cho chơi. Mình không biết bản chất của mình có phải là đồ chôn chĩa như lời Lam Chi nói không. Nhưng đây là nhà của Lam Chi. Tất cả mọi thứ ở đây đều là của bạn ấy. Mình chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn nén mà thôi. Tâm Anh. Dạ chú. Con làm gì đứng thân thờ vậy? Không có gì đâu chú. Chị, làm gì muốn búp bê hả? Em có thấy con búp bê của cô Tâm gửi về cho Lam Chi không? Mất tiêu rồi mà nó thích con búp bê đó lắm. Em không thấy, em để đâu mà mất? Chị để trên kệ cao trong phòng đó đó, mà bây giờ không có thấy nữa. Trên kệ cao hả? Ừ. Tự nhiên đổi thừa mà lấy búp bê. Dạ? Dạ búp bê. Con đã nói là con không có lấy mà. Dạ búp bê. Con lấy của nó làm gì? Con không lấy chị hãy lấy. Ai biết nó chơi nó giục tùm lum, bây giờ duyên mày hỏi con. Đàn ông đàn an mà mê chơi búp bê. Không có. Đừng có xạo. Chị, nó không có lấy đâu. Chứ ai lấy?
em khẳng định thủ phạm lấy búp bê là một đứa bé. Chị nói á, là chị để cái búp bê ở trên kệ cao đúng không? Ừ. Chị vô chị nhìn đi, thủ phạm lấy ghế bắt lên, chị lấy cái búp bê. Bây giờ nghe ba hỏi nè, con nhớ kỹ ra coi, trước khi con búp bê bị mất á, con để nó ở đâu? Con đã nói là trên kệ, trên cái kệ, cái kệ, cái ê kệ nặng kệ, mặc kệ con luôn đi. Trước khi mất, con búp bê đã nằm ở trên kệ, có nghĩa là nó không nằm ở dưới kệ. Trời ơi, bỏ tay. Nếu mà con lấy thì cần gì phải cái ghế này? Ghế là lấy được rồi mẹ. Nếu như người lấy là con nít, vậy thì ai ta? Không phải em con đâu cô. Tâm Anh không phải là đứa tùy tiện đụng vào đồ của người khác đâu cô. Mọi người hãy để vụ án này cho tôi. Em à. Hả? Anh đã biết ai là hung thủ lấy cắp con búp bê rồi. Ai? Con búp bê vốn gì được đặt ở trên kệ, và người muốn lấy được nó phải giới tới cái kệ này. Dựa trên nguyên lý đó thì người lấy cắp con búp bê không ai khác, đó chính là con của con trai. Người ta đã qua cái đoạn đó lâu lắm rồi ba. Mọi người đã kết luận thủ phạm là con nít. Sao hả? Con nít? Sao? Nếu như thủ phạm là con nít, vậy thì là ai? Ủa, chưa tìm được búp bê hả chị? Dạ, alo. Dạ, cho hỏi có phải là mẹ của bé Trâm không ạ? Dạ, chào chị. Dạ, tôi là mẹ của bé Lâm Chi. Chị có thể cho tôi gặp bé Trâm nói chuyện xíu được không chị? Dạ, em cảm ơn. Em, theo anh thấy á, thì trong cái vụ án này... Trâm hả con? Cô là mẹ Lâm Chi nè. Hồi nãy con có qua nhà cô chơi, con nhớ không? Con cho cô hỏi này xíu nha. Hồi nãy lúc mà con ở đây chơi, lúc con đi về á, con có còn thấy con búp bê ở trên kệ không con? Dạ con còn thấy. À vậy hả? Cô biết rồi, cô cảm ơn con nha. Em, theo anh á thì chị trong chuyện về sao hả chị? Câu chuyện là như vậy nè. Hồi nãy á, Lâm Chi nó có hai đứa bạn tới đây chơi. Một đứa tên là Thảo thì nó về nửa chừng rồi. Còn đứa đó là bé Trâm là hồi nãy mà chị mới gọi điện thoại nè. Nó nói mà cái lúc nó đi về á, thì nó còn thấy con búp bê trên kệ mà. Nếu nói như vậy thì bé Thảo không phải là hung thủ lấy búp bê rồi. Có khi nào bé Trâm nó nói dối không ta? Bây giờ mình làm phương pháp loại trừ nha. Mình sẽ chứng minh bé Thảo không phải là hung thủ. Trường hợp thứ nhất, nếu như bé Trâm là thủ phạm thì bé Thảo chắc chắn không phải là hung thủ lấy búp bê. Trường hợp thứ hai, nếu như bé Trâm không phải là thủ phạm và việc nó khai với chị sau khi bé Thảo về, búp bê vẫn còn trên kệ, chứng tỏ là chẳng khác nào nó nói như vậy, nó nói nó là hung thủ, đúng không? Cho nên khi mà bé Thảo về, búp bê vẫn còn trên kệ, đó là điều chính xác. Cho nên hai trường hợp trên mình đều loại trừ là bé Thảo không phải là hung thủ lấy búp bê. Nếu nói như vậy, có khi nào con bé Trâm mới là hung thủ lấy con búp bê không? Cái này thì em không biết, phải để em coi. Cậu ba, anh đã biết được cái thủ phạm là ai rồi. Cái thủ phạm không ai khác, đó chính là một đứa con nít. Chắc cậu đang thắc mắc tại sao anh biết được đúng không? Đây, chính cái ghế này đã tố cáo tới thủ phạm đó. Tại sao? Tên thủ phạm là một đứa con nít, cho nên không thể nào giơ tay lấy được con búp bê để trên đây. Nên hắn đã bắt cái ghế giơ lên và lấy con búp bê. Trong lúc giơ lên lấy, hắn còn cầm cái bánh ăn, làm rớt cái bánh nữa. Cái chuyện này ai cũng biết hết trơn rồi đó. Cô biết rồi hả? Trời, nó muốn chết mà mặc đồ trùm kín mít vậy hả? Trời, nó giống trình thám. Thôi đi, đánh ra cho sĩ nó điều tra kìa.
Cậu à, chỉ là bánh bông lan thôi, được. Em khẳng định thủ phạm đã bước lên cái ghế và vô tình đạp lên cái bánh. Không biết chú có tìm ra thủ phạm không nữa. Hung thủ là người mang đôi dép này. Sao em biết? Sao em biết? Trên ghế trong phòng có một bánh vụn, chứng tỏ đã có người đạp lên. Mà dưới dép này cũng có một bánh vụn, chứng tỏ là hung thủ lúc leo lên ghế lấy con búp bê thì vô tình đạp phải bánh, cho nên trên ghế dưới bánh đều có một bánh vụn. Nhưng mà ai là người đã mang cái đôi dép này ta? Không lẽ là con bé Trâm? Là con bé về sau cùng đó hả? Ừ. Không phải. Sao em biết? Theo như em nhớ thì chân con bé đó bị bó bột. Ôi dạ. Chú xin lỗi, chú xin lỗi. Con có sao không? Dạ không. Ủa? Chứ con bị sao phải bó bột vậy? Dạ con bị trực chân nhưng mà không sao đâu chú. Chân đang bó bột cho nên con bé đó không thể mang dép được, cho nên có thể kết luận bé đó không phải là hung thủ. Như vậy thì ai mới là người thật sự mang đôi dép này ta? Cô nghi ngờ Tâm Anh hả cô? Em con không có lấy đâu cô. Tuy là tụi con có nghèo thiệt, nhưng mà từ nhỏ Tâm Anh không có tính tham lam. Nếu như mà Tâm Anh là thủ phạm thì tụi con sẽ tự động đi ra khỏi nhà. Mẹ, mẹ, đuổi tụi nó đi mẹ. Đuổi đi, đuổi đi, đuổi nó. Thôi, cho nó lấy. Im lặng đi cho mẹ giải quyết nè. Hay là cái con nhỏ này ta chơi búp bê xong rồi quên ở đâu đó mất rồi đúng không? Tự nhiên đi để thừa con ruột của mình. Con làm gì vậy? Tất cả nghi ngờ đều hướng về mình. Mình không biết phải làm sao. Cũng may là lúc đó trời ơi nó kìa. Đâu đó? Đây nè, đúng là nó rồi. Cuối cùng thì tôi là người đã tìm được ra. Trời ơi, con búp bê ở đây nè. Thưa con nhỏ này, vậy mà nãy giờ cứ la làng lên, hư quá đi ạ. À, con đó liên lụy người vô tội kia kìa. Đừng mà đánh con, xin lỗi người ta đi. Không, Tâm Anh qua đây. Mẹ kêu xin lỗi người ta nghe không vậy? Tại sao con phải xin lỗi nó chứ? Bây giờ con muốn xin lỗi hay là ăn đòn hả? Rồi, xin lỗi thì đàng hoàng, lớn tiếng lên. Xin lỗi. Cái con nhỏ này, xin lỗi người ta mà hư đốn gì vậy hả? Lớn tiếng như vậy đó hả? Không đánh cậu được mà. Tâm Anh, cô xin lỗi hai chị em con nha. Thôi thôi mà đừng khóc nữa mà, ba tìm được con búp bê rồi đó. Bây giờ con ăn đòn nữa hay không hả? Để anh, ba tìm được con búp bê rồi, con thấy ba giỏi ghê chưa? Nha cây gốc. Không biết sống đâu chứ chưa đâu. Chú, bộ chú cần con lấy gì hả? Không cần đâu, con cứ nằm đi. Chú lấy đồ cho ra liền hả? Dạ, thôi. Bây giờ con cũng phải xuống dưới dọn dẹp rồi. Con chào chú. Tâm Anh à, Tâm Anh ơi. Dạ. Dạ chú gọi con. Đi vô phòng, chú nhờ chút. Dạ. Cái này là cái gì vậy chú? Quà của con á. Dạ. Con mở đó coi đi. Wow, đẹp quá. Con cảm ơn chú. Không có búp bê giống của làm chi, cho nên chú mua tạm cái này. Dạ, không sao đâu chú, đẹp lắm á. Nhưng mà sao chú lại tặng cho con? Tại sao con giấu búp bê của làm chi?
sợi lông trên khăn choàng dính guốc bê của Lam Chi, giống như sợi lông khăn choàng trong phòng của con. Hai sợi lông đều hoàn toàn giống nhau. Vậy là chú đã phát hiện ra tất cả, mình chính là người đã giấu búp bê của Lam Chi. Em khẳng định thủ phạm đã bước lên cái ghế và vô tình đạp lên cái bánh. Trên ghế trong phòng có một bánh vụn, chứng tỏ đã có người đạp lên. Mà dưới dép này cũng có một bánh vụn, chứng tỏ là hung thủ lúc leo lên ghế lấy con búp bê thì vô tình đạp phải bánh. Cho nên trên ghế dưới bánh đều có một bánh vụn. Không phải. Sao em biết? Theo như em nhớ thì chân con bé đó bị bó bột. Con rất ghét Lam Chi. Tất cả mọi thứ đều là của bạn ấy, còn con không có gì hết. Đã vậy Lam Chi còn cấm con không được đụng vô bất cứ thứ gì. Con xin lỗi chú. Vậy là từ bây giờ hai chị em con phải cứu gói ra khỏi nhà chú, đúng không? Không đâu, con đừng có lo. Hai chị em của con vẫn sẽ được ở đây. Ai cũng có lúc gây ra lầm lỗi, nhưng mà tuyệt đối sau này không được tái phạm nữa, nhớ chưa? Dạ. Với lại sau này con cần gì cứ nói với chú, chứ không được làm như vậy nữa. Con đừng nghĩ là con không có gì hết. Thật ra cái mà con có, Lam Chi không thể nào có được. Dạ. Là sao chú? Cái mà con có nhiều hơn Lam Chi rất là nhiều. Chuyện này coi như là bí mật của chú cháu mình. Con không được nói cho ai biết, kể cả chị của con nữa, được không? Dạ. Vậy thì méo tay đi. Mình và chú đã có một bí mật, một bí mật mà không ai biết được. Mà chú nói mình có nhiều thứ hơn cả Lam Chi là sao ta? Tới giờ mình vẫn chưa biết được ý nghĩa của câu nói đó. Nhưng dù sao cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ mình cảm thấy được nhẹ nhõm và rất vui.